Xin chào anh em nha. Thì nay mình về được một ít yến mạch cho nên là mình lại làm video mình chia sẻ với anh em đây. Đợt này mình chỉ về cái loại mà yến mạch mà pha với nước sôi á nha anh em. Cái loại pha nước sôi là 1 phút ăn liền á. Còn cái loại yến mạch mà nấu thì cái loại đó mình không nhập, tại mình thấy anh em rất là ít xài cái loại mà nấu anh em. Cái loại đó thì nó mất tiện quá. Còn cái loại này thì nó rút ngắn cái thời gian chế biến của mình hơn cho nên là mình mới nhập cái loại này để mà mình bán cho anh em. Hộp này vẫn là loại 4,5 kg nha nè, 4,5 kg hai bao, hai bịch á, ở bên trong nó có hai bịch. Thì mấy cái mặt hàng này là anh em biết sao, nó không có tem của nhà nhập khẩu chính hãng nha anh em, nó chỉ có như vậy thôi, là nhập ở bên kia về sao thì ở đây người ta phân phối rồi bán vậy, chứ nó không có tem giống như là mấy cái tem chính hãng của nhà nhập khẩu nha anh em. Thì mình nói để anh em hiểu thêm, nếu mà mình muốn kiếm cái tem thì không có đâu. Hôm bữa có một bạn qua mua thì có chia sẻ với mình cái cách để mà phân biệt hàng thật, hàng giả. Thì để mình lấy lên một hộp cho anh em xem nha. Để mình chút nha. Hôm bữa bạn có chia sẻ với mình cái cách để mà phân biệt hàng thật với hàng giả. Thì mình cũng kinh nghiệm rồi, anh em xài rồi cũng chia sẻ với mình thôi chứ mình cũng chẳng có biết. Bạn có chia sẻ là cái hình ông già nó ngay cái mặt. Nó có dập cái đường ngay chỗ này nè anh em, cái đường này nè, thấy không, cái đường này nè với cái đường sọc này nè. Cái hộp nào mà nó có cái này là hàng thật, còn không có hàng giả, bạn hãy chia sẻ mình vậy. Thì mình muốn chia sẻ lại với anh em thôi, không biết anh em nào có kinh nghiệm mua hàng thật hàng giả nữa thì chia sẻ với mình nha. Với lại đây nữa, đây nè, nó có bấm lỗ, nó có bấm cái đường này, thấy không đó. Thì cái nào nó có bấm thì là hàng thật á, nhưng mà theo mình nếu mà nó sản xuất hàng giả thì nó làm mấy cái này nó cũng đâu có gì khó đâu anh em. Dùng máy nó bấm xuống là ok thôi, có gì đâu. Nhưng mà không biết anh em mua thì có nhiều bạn, mỗi người có mỗi cái kinh nghiệm mua hàng khác nhau thì chia sẻ nhau để mà mình lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng, nó tốt thôi. Thì mình muốn chia sẻ thêm anh em vậy đó. Thì nay mình chỉ về một ít thôi, mình muốn chia sẻ với anh em, thì anh em nào mà cần cái liên hệ với mình nha. Khi nào mà có cái gì mới hay thì mình đi làm video mình chia sẻ với anh em. Mình có một vài thông tin về hàng bên BPT anh em quay á. Lúc này quay nó chưa có về, nhưng mà hàng khi mà về thì mình có nghe nói là giá khoảng 2 triệu đổ ra một hộp nha anh em. Như quay Isofix rồi quay Titanium với lại Isolin gì đó là khoảng 2 triệu hơn một hộp á. Thì đến mai mốt có hàng thì mình sẽ review về giá của mấy sản phẩm cho anh em xem nha. Thì nay chưa có thì chỉ biết thông tin nó hơi mờ nhạt vậy, thì mình muốn chia sẻ thêm với anh em vậy thôi. Bye bye mọi người nha, cảm ơn anh em rất là nhiều.